Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 1, thông tin từ công an tỉnh Long An, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, các đơn vị đã phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục truy bắt hung thủ gây án được cho là đang trốn ở cánh đồng rộng tại Long An. Ông MS, chủ vườn tranh ở ấp 7 nói, hai ngày nay nghe thông tin kẻ giết người lần trốn ở khu vực này, tôi cũng lo sợ, không dám đi thăm vườn. Sáng nay thấy lực lượng ở đây đông, an toàn nên tôi đi vào thăm vườn, thì phát hiện mấy tấm bạt để che xe rùa trong vườn. Không biết có phải hung thủ lấy hay không, tôi cũng hơi lo. Ngoài chủ vườn tranh, những người dân trồng vườn nơi đây cũng phát hiện mất dừa, phát hiện vỏ chuối, nghi của hung thủ bỏ lại. Khuya ngày 8 tháng 1, các lực lượng chức năng đang túc trực phối hợp để truy bắt hung thủ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 6 tháng 1 rồi bỏ trốn tại Long An. Tại con lộ liên ấp 7 tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cơ quan chức năng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn khoảng 50 đến 100 m dọc theo con lộ, được bố trí một nhóm từ 3 đến 5 cảnh sát túc trực Phía bên trong khu vực cánh rừng rộng hơn 3 hecta nơi hung thủ nghi đang lẩn trốn có khoảng 20 chiến sĩ cầm gậy, cây, đèn pin đi vào để truy tìm kẻ này. Ngoài ra họ còn dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực cánh rừng để kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú. Trong ngày, lực lượng chức năng huyện Bến Lức cũng huy động một số xe quốc đến, mở một đường mòn đi thẳng vào trung tâm khu rừng để phục vụ quá trình truy lùng nghi phạm. Bên cạnh đó, cán bộ ấp 7 xã Lương Hòa cũng thông tin trên loa phát thanh kêu gọi hung thủ gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng hung thủ. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay đến cơ quan chức năng. Trước khi hung thủ đến lẩn trốn tại khu vực mình sinh sống, ông Dũng, 63 tuổi, ngụ xã Lương Hòa cho hay, quanh ngôi nhà của ông trước đây có hai camera nhưng khi sự việc xảy ra, ông phải gọi người đến lắp thêm một camera nữa để đề phòng. Ông Dũng nói, mình lớn tuổi rồi phải lo lắng đến vấn đề an ninh của gia đình, lỡ như hung thủ làm liều làm điều gì đó không hay với gia đình thì sao. Theo ông Dũng, những ngày này các gia đình sống quanh khu vực này phải thay đổi thói quen sinh hoạt, trời chập tối là đóng cửa và có bao nhiêu bóng đèn trong nhà đều bật lên hết. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang gắt gao truy tìm hung thủ. Như thông tin đã được đưa trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn kiosk đồng thời là quán cà phê giải khát trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH1 với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị NTHP, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Nhận được thông tin nghi phạm giết người cướp của lái xe máy chạy từ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đi theo đường tỉnh 830, chạy về hướng thị trấn Bến Lức. Lực lượng công an đã tổ chức truy bắt, chạy được một đoạn nghi phạm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm. Liên quan đến vụ giết người cướp của tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang lần trốn ở Long An, ngày 8 tháng 1 tại ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm bỏ xe lần trốn, các lực lượng chức năng đang tìm theo dấu vết hung thủ. Là người trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người, đến bây giờ bà Huỳnh Thị Tuyết, sinh năm 1973, ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại câu chuyện. Theo bà Tuyết, lúc đó hơn 16 giờ ngày 6 tháng 1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của mình để mua nước và thuốc lá. Bà Tuyết nói, nó đội nón, đeo khẩu trang vải kín mít, lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt, Nhìn đôi mắt thấy sợ lắm, mà cách nó mua nước cũng khác với người thường. Bà Tuyết cho hay, sau khi mua nước uống, Nghi Phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó lâu lắm, sau đó hắn gọi mì tôm để ăn nhưng không ăn, để đó nở hết và phải đổ đi. Bà Tuyết cho hay, tôi thấy nó ngồi mệt mỏi lắm, đến hơn 20 giờ tôi dọn hàng thì nó mới rời đi. Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà Tuyết xem hình nghi phạm. Lúc đó, bà Tuyết như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm giết người man dợ hơn 4 tiếng đồng hồ. Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, gia đình bà Tuyết đề phòng hơn, con dâu cũng ở nhà để phụ bà việc nhà vì mấy hôm nay bà mất ngủ vì ám ảnh đến bây giờ. Là người theo đạo công giáo, hàng ngày 4 giờ dậy đi lễ sáng, nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm để xe trước cửa nhà bỏ trốn, cũng không dám ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng nữa. Đây cũng là tình cảnh của các hộ dân xung quanh. Bà ba cho hay, nghi phạm chưa bị bắt có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống nên gia đình lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài. Bà chia sẻ, vì chưa bắt được nghi phạm nên trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa, xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật hết lên, rồi chó sủa thì mở camera lên để nhìn. Theo bà ba, người dân không dám ra đồng, công an cũng kiểm tra kỹ lắm, chỉ tay vào chỗ nghi phạm ngồi rồi để xe lại. Bà bà cho biết thời điểm đó đối diện nhà bà có đám cưới, nghĩ là ai đó đi đám rồi để xe lại, chứ không nghĩ là do nghi phạm giết người. Bà ba cho hay, đêm hôm trước con trai gọi điện nói là có kẻ giết người cướp của đang giấu xe trước nhà mình, mẹ có hay không? Tôi trả lời không biết gì, sau đó thì thấy công an đưa chó nghiệp vụ đến truy tìm hung thủ. Hai ngày nay, nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn khu vực này, anh Minh Sa hàng xóm gia đình bà ba lo sợ không dám đi thăm vườn sáng nay thấy lực lượng công an đông an toàn nên mới dám vào thăm vườn tranh. Anh Sa nói, khi vào thăm vườn tôi phát hiện bị mất tấm bạt tre xe rùa trong vườn, không biết có phải nghi phạm lấy hay không nhưng tôi lo lắng. Sau vườn bà ba có những dấu chân mới quanh hàng rào, vỏ chuối để lại. Khu vực này đất rộng hàng chục ha chủ yếu trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Phía sau nhà bà ba cánh rừng hơn 10 hectare, lực lượng chức năng thông báo rộng rãi đến người dân địa phương để cảnh giác. Sáng ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một căn kiosk ốt bán cà phê giải khát trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, một thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH1 với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị NTHP, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê, đang trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Người dân liền báo cho cơ quan chức năng. Cảnh sát chia làm nhiều mũi truy tìm nghi can giết nữ nhân viên quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh đang lẩn trốn trong cánh đồng tranh rộng lớn, địa hình phức tạp. Chiều tối ngày 7 tháng 1, lực lượng công an tỉnh Long An vẫn đang chốt chặn trên nhiều tuyến đường, khép chặt vòng vây nhằm truy nghi can giết người, cướp của ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm mà đối tượng có thể đang lẩn trốn tại ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khu vực hung thủ tình nghi đang lẩn trốn là một cánh đồng rộng hàng trăm hecta, cây cối um tùm rậm rạp và đặc biệt là dân cư thưa thớt, tương tự như địa bàn Tuấn Khỉ từng lẩn trốn sau khi gây án mạng nhiều năm trước. Khu vực nghi phạm bỏ xe lẩn trốn tiếp giáp ấp 7, ấp 8 xã Lương Hòa. Từ cầu rạch nổ qua giam miệng, đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng tranh, đường xá đi lại rất khó khăn, nơi đây canh rạch trăng chịt, chỉ có thể đi bộ hiện có hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an Long An được huy động để triển khai các phương án chốt chặn truy tìm nghi phạm. Từ chiều ngày 6 tháng 1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức về nghi phạm giết người cướp tài sản có khả năng chạy sâu vào cánh đồng. Người dân phải đặc biệt cảnh giác đối với các thanh niên lạ mặt, đồng thời điện báo ngay lực lượng chức năng nếu phát hiện đối tượng nghi vấn. Trước đó, người dân phát hiện một thanh niên đội nón đỏ áo đỏ quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến tỉnh Lộ 830 để mua nước uống và thức ăn. Phát hiện đối tượng này có đặc điểm nhận dạng giống nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để cướp tài sản. Người dân đã mật báo công an. Nhận được thông tin, lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi nghi phạm. Sau khi bỏ chạy được một đoạn, nghi phạm đã bỏ lại xe máy bên đường và chạy bộ vào khu đất rậm rạp nói trên. Lãnh đạo Công an tỉnh Long An, các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Bến Lức đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh vây bắt đối tượng nguy hiểm nói trên.